Wow. Một hòn đảo thiên đường. Nó có thể là kỳ nghỉ tuyệt vời nếu chúng ta không phá sản. Mình chỉ có vài đô thôi. Chúng mình thậm chí không đủ khả năng đi cắm trại nữa. Đây là lối thoát, đồ cũ. Chúng mình sẽ sử dụng nó để xây nhà. Miễn phí đó. Bãi rác sẽ biến thành một cái lều ấm cúng nha. Đi làm thế nào? Cắt, cưa, xây. Chúng mình thậm chí có thể sử dụng máy khoan nữa. Thêm keo nóng nè. Hãy dán những viên gạch cao su này. Ngôi nhà dễ thương đã hoàn thành rồi. Chúng ta làm rất tốt. Người nghèo sống trong túp lều thảm hại. Quyên góp cho này. Cái gì? Để xây dựng ngôi nhà trong mơ hoàn hảo, chúng mình phải nỗ lực nhiều hơn mới được. Xem mình tìm thấy gì nè. Nè, vứt nó đi ngay. Vậy chúng ta phải làm sao? Nhìn kìa, đó là khu chợ trời. Mình chắc chắn ở đó có cái gì đó cho chúng ta. Đi nào. Dừng lại nhà ơi. Chúng ta đã đến đích rồi. Kia. Không, đằng kia. Nhìn nè, có rất nhiều thứ thú vị ở đây. Chúng ta có nên lấy cái này không? Hoặc là cái này. Đĩa CD miễn phí. Đồ miễn phí vừa đúng ý của chúng ta. Thưa ngài, ngài muốn tìm gì ạ? À? Mình cần hàng đặc biệt. Mình muốn đĩa CD này. Ra giá đi. Oh yes. Cuối cùng cũng có nó rồi. Nhưng chúng ta làm gì với thứ này đây? Chắc là chơi ném đĩa. Thật tuyệt mà. Được rồi, chúng mình sẽ lấy hết nha. Và mấy cái kẹp quần áo này. Cảm ơn vì đĩa CD miễn phí. Chờ đã, cái gì? CD quý giá của mình đâu rồi? Các cô gái lấy đi rồi. Mình sẽ tìm họ. Trang trí CD hóa ra rất tuyệt vời đó nha. Thơm à, dũng cảm lên. Bạn phải đối mặt với cái ác. Chào bà chủ. Làm ngay đi. Nè Thơm, CD của ta ở đâu rồi? Em đã có đĩa CD trong tay, nhưng hai cô gái đã lấy nó một cách tình cờ. Cái gì? Vậy đi tìm họ ngay đi. Nó hơi khó. Họ đã biến CD thành vật trang trí cho ngôi nhà ngu ngốc của họ rồi. Nhưng em không biết họ để nhà ở đâu. Những chiếc đệm này mềm mại làm sao? Ai lại vứt bỏ thứ dễ thương này chứ? Ngôi nhà ở ngay phía sau ngươi kìa. Quay đầu lại đi, đồ ngốc. Cái gì? Đằng sau mình? Nó đâu? Có chắc không bà chủ? Em đã tìm kiếm khắp nơi mà. Tín hiệu kém. Không có wifi. Em sẽ gọi lại sau nha. Hiu. Công việc căng thẳng ghê. Nè, đồ ngốc à. Ghét ghê. Vâng, đây là Brenda. Chúng mình cần lửa để nấu bữa tối. Gần xong rồi. Lửa là thứ duy nhất còn thiếu. Mùi thơm quá à. Mình đang đói lắm. Đây là nơi ly đựng rác của mình có ích đây nè. Để mình yên đi. Mình biết rồi. Chúng ta sẽ làm bộ đồ ăn giấy. Dễ như ăn bánh vậy. Những gì cậu cần là bút lông và tài năng nghệ thuật. Nhìn nè, một cái đĩa, con dao và nĩa. Thật đẹp mà. Đây là phần mì của chúng mình, Ellie. Tất cả đã xong. Đĩa của mình bị rách rồi. Được rồi, mình sẽ chiên một ít xúc xích. Những gì bạn cần là lửa. À, đá không làm được. Ra nào, gỗ, tia lửa. Ta triệu hồi thần lửa. Không nha, thần mưa. Xuất sắc. Ngọn lửa kỹ thuật số tuyệt vời. Chỉ cần một chút kiên nhẫn. Ellie, qua đây nè. Xem ngọn lửa này nè. Vô nào, xúc xích. Bữa tối của chúng ta sẽ rất nóng nha. Đây là cái gì?
ngôi nhà đi bộ. Nè, chúng mình cần ít năng lượng. Mang theo ngôi nhà đúng là mệt mà. Đổ đầy bình đi. Ok. Đây là nguyên liệu của các bạn nè. Nước mát. Đó đúng là thứ mà chúng ta cần. Cảm ơn nhiều nha. Tiếp tục đi nào. Tạm biệt các cô gái. Nè, còn tiền thì sao? Điểm dừng chân trên bãi biển. Còn gì tuyệt vời hơn ngôi nhà trên bãi biển? Hãy thêm chi tiết nha. Phew, nóng quá đi. Các cô gái và CD của mình đâu rồi? Nó là gì? Họ đây rồi. Các ngươi đã bị bắt nha. Mình sẽ lấy lại đĩa CD. Chuẩn bị câu cá CD. Mình thật thông minh và xảo quyệt. Yeah, được rồi. Này bà chủ, em có CD nè. Em đã lấy được nó rồi. Em đáng được thưởng không? Không, lộn đĩa rồi. Đồ ngốc à. Cái gì? Sao lại vậy? Quay lại. Có ai đứng đó kìa. Câu cá là bất hợp pháp ở đây nha. Cho anh này sĩ quan. Cái gì? Tạm biệt. Nè, đứng lại. Sáng rồi. Đến lúc phải dậy rồi. Nóng quá à. Xem ra mình phải đi tắm rồi. Mình không sao. Gió sẽ thổi bay tất cả khi mình ở bên ngoài. Các cô gái, các cô đi tắm ngay đi. Đang nói tụi mình đó hả? Ờ, được rồi. Hãy xây phòng tắm thôi nào. Đặt bức màn lên cây gậy nè cô. Và bây giờ hãy cố định gậy vào cây nha. Ta-da! Chúng mình có phòng tắm trong rừng nè. Bây giờ chúng ta cần sữa tắm nữa. Và con vịt. Có vẻ như tất cả đã hoàn tất rồi. Chúng mình đã quên mất nước. Hãy cắt thùng xăng nha. Đổi nắp bằng vòi tưới nước. Và gắn nó vào các cây bằng dây thừng. Đổ nước vào trong thùng. Và vòi sen của chúng mình đã sẵn sàng. Cảm giác thật tuyệt khi bạn thơm tho và sạch sẽ. Nè, cái gì hôi quá vậy? Đó là người vô gia cư. Cậu cũng tắm vòi sen đi. Các cậu thật tốt bụng các cô gái à. Dạ, bây giờ cậu cũng trông giống như con người rồi đó. Mình đã đến gần với CD hơn. Nó đây rồi. Các cô gái, các cậu đi đâu vậy? Hãy đậu nhà ở đây. Đây là nơi tuyệt vời để ngủ đó. Hòn đảo trở nên lạnh vào ban đêm. Vậy thì tốt hơn rất nhiều. Yên vị thôi. Cứ thoải mái đi. Bây giờ là lúc cho những câu chuyện lửa trại ma quái. Một ngày nọ, trong khu rừng, rừng hoang dã. Họ đây rồi. Ngôi nhà có bốn chân. Và nó có mùi như rác vậy. Hấp dẫn ghê. Nè, ai gọi vậy? Vâng, bà chủ. CD của ta đâu, đồ lười biếng. Có ai đó trong bụi rậm kìa. Chạy đi. Mình tìm thấy rồi. Ngay sau lưng của ngươi. Quay lại. Đúng là đồ ngốc mà. Nhà của chúng mình lộn xộn quá đi thôi. Dừng lại. Mình biết cách nè. Đi bán đồ cũ thôi. Nghe có vẻ hay đó nha. Ô không, CD của mình đang gặp nguy hiểm. Đến mua đồ nào. Và mua bất cứ thứ gì mà bạn muốn. Wow. Con yêu à,
Con có thể chọn bất cứ thứ gì mà con thích đó. Con muốn cái gì cũng được trừ CD. Đừng nhìn qua đây. Mình muốn vòng CD này. Em chắc chứ? Nó không thể bán được. Nè, anh ấy làm gì vậy? Nhóc con à, em muốn cái gì khác không? Lấy điện thoại không nè? Không. Chà, thêm tiền nha. Vậy đủ chưa? Anh sẽ làm cho em quên đĩa CD. Các cô bán hàng lạ thật đó. Thơm có hơi mờ ám. Bây giờ chúng ta đang lăn lộn trong tiền. Chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Tổ chức tiệc đi, để tôn vinh sự giàu có của chúng mình. Wow. Tom, bà chủ. Ô không, nè, đồ ngốc. Các cậu, cô ấy ở đây. Nói lời tạm biệt với ngôi nhà đi. Điều đó có nghĩa là gì? Tom, cô ấy đang đe dọa cậu hả? Không, nhà của chúng mình. Mình không thể xem. Ngôi nhà đã bị phá vỡ. Tiếc ghê. Tạm biệt. Tất cả là lỗi của mình. Xin lỗi các cậu nha. Nè Tom, có gì trong đó vậy? Mình không hiểu gì cả. Mình có thể giải thích nè. Đang tải CD. Cậu tự mình xem đi ha. CD này lưu trữ bản thiết kế của căn phòng bí mật đắt nhất thế giới. Nhưng bây giờ Brenda đã có CD rồi. Chờ một chút, mình có cái này nè. Bỏ ly đi. Có được gì đâu. Mình giấu CD trong ly đó. Mình biết có cái bẫy. Bây giờ chúng ta sẽ xây căn phòng bí mật tốt nhất từ trước đến nay và làm giàu. Tất cả đều không tốt. Có chừng, nó vẫn chưa kết thúc đâu nha. Mình sẽ tiếp tục săn lùng CD đó.